Theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hình thức xử lý khiển trách áp dụng đối với những thí sinh phạm lỗi một lần, nhìn bài hoặc trao đổi bài với người khác. Hình thức này do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập. Cảnh cáo đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách, trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác, chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình. Hình thức kỷ luật cảnh cáo do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập kèm tang vật nếu có. Đình chỉ thi đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi, bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo. Mang vật dụng trái phép theo quy định tại điều 14 quy chế này vào phòng thi, phòng chờ hoặc khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ. Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi. Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi, có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác, không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển trong khu vực thi và trong thời gian ở phòng chờ. Cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang vật nếu có và báo cáo trưởng điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu trưởng điểm thi không nhất trí thì báo cáo trưởng ban coi thi quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi, phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được rời khỏi khu vực thi khi hết thời gian của buổi thi. Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi, môn thi trong kỳ thi năm đó. Thí sinh bị khiển trách trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của bài thi đó. Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của bài thi đó. Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài. Cho điểm không, bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi. Có 2 bài làm trở lên đối với một bài thi có chữ viết của 2 người trở lên, những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định. Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi nào sẽ bị điểm 0 bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo. Hủy bỏ kết quả thi đối với những thí sinh có 2 bài thi trở lên bị điểm 0 do phạm lỗi, bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi. Có 2 bài làm trở lên đối với một bài thi có chữ viết của 2 người trở lên, những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định. Viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi. Để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức, sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài, dùng bài của người khác để nộp, hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, để người khác dự thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức, có hành động gây rối phá hoại kỳ thi, hành hung những người tham gia công tác tổ chức thi hoặc thí sinh khác, sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp. Đối với các vi phạm có dấu hiệu hình sự thì các cơ quan quản lý giáo dục lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. Đối với các trường hợp vi phạm khác, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức đã quy định.